Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 7 ảo ảnh như mộng, hồi 1. Thiên hạ ai không hiểu. Nếu lấy một cục than bên đường, dùng chân đá vào, dùng một lực trăm cân, cục than chắc chắn sẽ nứt, cầm đại thiết chùy đập lực áp ngàn cân, than cục chắc chắn sẽ bị vỡ thành từng mảnh, việc này người qua đường đều biết không hề hiếm lạ. Ít người thực sự biết rằng một khi than được ép mạnh, sử dụng thần lực lớn, than sẽ không còn vỡ vụn và nổ tung nữa, mà sẽ đột nhiên sinh ra chuyển hóa, trở thành một bảo vật hiếm lạ. Kim cương là thứ cứng nhất trên đời, đây là nguồn gốc của nó. Than chỉ thì mềm, kim cương thì rắn, cùng là một khối than, rõ ràng chất liệu hoàn toàn tương đồng, vì sao vật tính lại một trời một vực đến vậy? đây là sự thay đổi của nội tính bên trong nội tính biến đổi cần đạt cực giới hoặc đốt cháy thần hỏa hoặc phát huy thần lực chỉ cần có thể va chạm nội chất thân than sẽ rút ra bản chất huyền tính hóa thành thần vật than có thần than nhưng sắt có thần sắt không khối sắt nước sắt và khí sắt là ba trạng thái của vạn vật lửa đỏ rèn sắt khối đúc ra khí giới chặt gỗ đốn củi nếu nung chảy sắt bằng lửa xanh tạo kiếm liền có thể chạm kim đoạn ngọc, lò truyền từ xanh sang trắng, đốt sắt thành đỏ, biến sắt thành nước, sau đó trưng nước thành khí, từ đó có thể tạo ra một loại thần binh hiếm thấy có thể suy mau đoạn phát. Suy mau đoạn phát dùng để mô tả một loại vũ khí vô cùng sắc bén, tóc bay vào vũ khí sẽ gãy ngay lập tức. Lửa đỏ, ngọn lửa xanh và ngọn lửa trắng, đây là ba màu của ngọn lửa, có thể đốt cháy khí sắt, không chỉ vô địch khắp thiên hạ mà còn gây chấn động trước nay nhưng trải qua hàng ngàn năm mỗi khi khí sắt bị đốt cháy vẫn có không ít thợ thủ công hàng đầu đưa ra nghi hoặc khí sắt có thể cháy lại được không nếu đốt lại khí sắt thì sẽ thiêu ra thứ gì những vật tính nào sẽ thu được sau khi khối sắt ngưng tủ đây là một vấn đề nan giải mặc dù có một số người có đủ can đảm để từ nhưng thường đạt đến mức khí sắt là lửa không thể bốc lên được nữa ngọn lửa trắng đã nóng nhất thiên hạ nếu muốn rèn khí sắt trừ phi thế gian thực sự có tam muội chân hỏa nếu không hết thảy đều chỉ là lời nói suông trời xanh rủ lòng thương năm cảnh thái 33, có người dùng kiếm mang phát động thiên lò đốt cháy lên tam muội chân hỏa đó là cuồng giả đệ nhất thế gian kiếm thần trác lăng chiêu kiếm thần tập hợp một nhóm anh hùng trước lấy nội lực cái thế khuấy động cửa thông lò sau đó cùng với luyện thiết sư khéo tay xứng danh đệ nhất triều đình, cộng thêm uy lực của Bắc Hải Thiết Tinh, lôi trạch hình thiên như ý bát bảo xa, trong tình cảnh phong vân tế hội, làm thiết tinh nóng chảy, nước trưng khi sắt, sau quá trình rèn luyện vô tận, xé trời mở huyền quan, cuối cùng giúp cho kiếm thần tìm thấy một loại vũ khí từ sắt thép. Đáp án là một khối thần thiết, từ tính, tính dẻo, độ cứng và dẻo dai của nó đều vượt qua vượt qua cực giới đây là thần binh cổ kim đệ nhất siêu phàm thế xưng thần kiếm cầm long thần kiếm cầm long tinh chất sắt tinh xảo nó có thể mềm như nước và cứng như thép được xưng thiên hạ đệ nhất kiếm nếu thần kiếm thần kỳ như vậy còn nghiệp hỏa ma đao thì sao cuồng đao cái thế này được sinh ra từ cùng một mẻ đã xuất hiện trên thuyền ở dương châu nó có năng lực huyền bí gì đủ để chống lại thần kiếm tấm vải đen lớn từ từ bay lên trời, rơi xuống rồi cuối cùng chìm xuống sông cùng với tuyết. Mà đào sắp xuất hiện, đầu thuyền bỗng nhiên yên tĩnh, tam đại cao thủ cũng không còn giao tranh, mỗi người lùi lại một bước, cúi đầu nhìn thứ dưới tấm vải đen. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt diệt lý đầy vẻ kinh ngạc, hắc y quái khách mày rậm nhíu chặt, nhiều hắc y nhân phụ trách vận chuyển ma đao cũng không khỏi thốt ra một tiếng quyền trưởng của ma vương đã bị che giấu suốt 10 năm, thực sự dáng vẻ lại như thế này. Trước mặt là một lu nước to, đường kính tám thước, phủ đầy bùn đen, trông hoàn toàn đen và bẩn thỉu, như thế nào cũng không giống một thanh đao. Đặc biệt là người kinh ngạc chính là dưới lớp bùn ẩn ẩn hình như có thứ gì dính chặt trên vách lu, khiến người ta không rõ chi tiết nhưng cũng mơ hồ có phần đáng sợ. Trong lúc kinh ngạc, chợt nghe sột sột soạt, soạt soạt tiếng động không ngừng một con rết lớn từ dưới thuyền bò ra vừa vặn chuẩn bị xuất hiện bên chân quỳnh phương quỳnh phương cúi đầu vừa nhìn thấy bàn tay dài của con rết thân mình nhiều màu xanh tím một chiếc vương miện lớn màu đỏ trên đầu nghĩ đến độc tính cực kỳ mạnh nàng xưa nay sợ nhất xa trùng dơ bẩn nhất thời tay chân đều mềm nhũn thét to côn trùng côn trùng con rết chạy nhốn nháo khiến hắc y nhân cuống quýt dẫm lên, độc trùng bò với tốc độ kinh người, không ai có thể dẫm lên được, bò đến cách lớp bùn khoảng một thước, bỗng nhiên phát lực, phi thân nhảy lên, leo lên lu nước to. Con rết phát lực nhảy lên, thật là không thể tưởng tượng, mọi người đều mở to mắt. Khi đang ngạc nhiên, chợt nhìn thấy những lớp bùn đen bong ra khỏi lu nước, từng con kiến cái lần lượt lao ra khỏi bùn mọi người đều có thể thấy rõ trên vách lu nước phủ đầy độc trùng bò cạp rết kiến lính đìa trùng đủ loại độc vật ẩn dưới lớp bùn đen chúng đều cắn xé lẫn nhau bỗng nhiên nhìn lại dày đặc không biết có mấy ngàn con mọi người ra đầu tê giải tất cả đều lùi lại phía sau quỳnh phương càng sợ hãi che mặt thét lớn tuyết rơi dày đặc mọi thứ đều yên tĩnh ngoại trừ những con trùng độc đang chém giết lẫn nhau chợt nghe một người nói xà bảo tương sinh, xà bảo tương sinh, hay cho một thanh nghiệp hỏa ma đao, thật sự phi phàm. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, người nói không ai khác chính là thiếp mộc nhi diệt lý, danh tướng hãn quốc đến từ Tây Vực. Điển cố xà bảo tương sinh bắt nguồn từ thiên trúc, phụ lão Tây Vực tương truyền, chân bảo có một không hai tất có độc vật đi cùng, lấy nơi sản sinh đá quý thiên trúc mộc phu thê lý làm ví dụ, đá kim cương bảo dị phi thường có thể tạo ra ngũ sắc huỳnh quang bao gồm lục, lam, vàng, xanh lam và xanh lục. Lấp lánh trong đêm tối, yêu quang tụ trùng, côn trùng lại thu hút ếch nhái, thâm cốc có dấu đá kim cương, tất có vô số rắn độc ẩn phục tụ tập, giống như những vị thần hộ mệnh. Diệt Lý là người hiểu biết rộng rãi, vừa thấy dị trạng bậc này, đã biết lưu bùn này tuy rằng về ngoài khó coi, bên trong tất chứa đựng báu vật quý hiếm diệt lý vừa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy một hắc ảnh vụt ra, xoay đôi chân nặng nề đá vào lu nước. mọi người vội vàng nhìn lại, người ra tay lại là một hắc y quái khách phi lên từ mặt nước. quả nhiên kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. kẻ tài cao này gan cũng lớn, là người đầu tiên xuống tay cướp đoạt ma đao. hắc y quái khách thể chất cường tráng, lực một chân hơn một trăm cân, cú đá này nhất định có thể đá lăn lu nước sáu chấn mộ thú thấy thế không ổn, đang muốn đứng dậy cản lại, bỗng nghe ong một tiếng vang lớn, lưu nước chấn động không thôi. Cư nhiên không cần chấn mộ thú hộ vệ, dưới cự lực phản chấn, liền bắn hắc y quái khách ngược trở về. Mọi người thấy lu nước nặng và cứng như thế, đều cảm thấy kinh ngạc. Kim lăng xương lặng lẽ nhìn, nhàn nhạt, nhạt liền nói: kích thước bả vai bao nhiêu, có thể gánh được bao nhiêu nước? Hải tử chớ chọc cha mẹ thương tâm, hiểu không? Quỳnh Phương nghe ngữ khí của hắn có vẻ muốn khuyên can, không khỏi rất kinh ngạc, theo Tô Dĩnh siêu thuật lại, hắc y quái khách kia dường như có dấu ấn của một con đại điểu, hẳn với đám hắc y nhân này cũng là cá mè một lứa, lúc này xem ra hai bên có mối quan hệ khác, lại không biết nội tình như thế nào. Đang cố gắng tìm ra thân phận thật của quái khách, chợt nghe hắn gầm lên ầm ĩ, thoáng chốc nghiêng bả vai, phát ra một tiếng nổ lớn thân trên đâm thật mạnh vào lu nước, như dùng sức trâu đẩy ra. Nhìn hắn thần lực kinh người, dẫm khiến sàn thuyền bị nứt và lật lên, nhưng lu nước to thực sự rất nặng, đê cho dù giống đến khàn cả giọng nhưng đế lu vẫn bất động bất chấp gió. Kim lăng xương lắc đầu liên tục, nhẹ nhàng nói, vô dụng, cái bóng vẫn chỉ là cái bóng, dù có cố gắng thế nào, trung quy không phải chân thân. Trước khi gặp đại họa, dừng tay đi. Kim lăng xương thấp giọng khuyên bảo, vẫn chưa hạ lệnh vây sát, những hắc y nhân chỉ im lặng quan sát. Có vẻ như thân phận của quái khách kia khác với người thường nên khi thượng cấp chưa ra lệnh, không ai dám xuống tay đả thương hắn. Hắc y thiếu niên khàn cả giọng, nhưng vẫn không thể làm gì được lưu nước, hắn đột nhiên la lên một tiếng, đơn giản giơ tay phải lên, cúi người vào trong lưu nước, thực sự đi xuống tay vớt ma đao, sáu chấn mộ thú rất kinh ngạc. Đang muốn ra tay cản lại, Kim Lăng Sương lại chỉ đạm đạm cười, đừng sợ, để cho hắn nếm chốt đau khổ, hữu ích với hắn sau này. Tiếng chưa tắt, quả nhiên những con kiến trên lưu nước phát hiện địch nhân, toàn bộ đều leo lên người hắc y quái khách, từng con điên cuồng cắn, dường như coi hắn là địch nhân. Trong giây lát, hắc y thiếu niên duỗi tay ra khỏi lưu nước, thấy trong lòng bàn tay trống không, lại lấy trở về đầy người độc trùng hắn không chịu nổi tê ngứa đau đớn, một tiếng bi kêu vang lên, rốt cuộc quay cuồng ngã xuống đất. Nhất thời xác côn trùng bay đi, chất lòng dính đầy, bắn tung tuế khắp mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh kinh khủng như vậy, Quỳnh Phương không khỏi che môi, suýt nữa nôn mửa ra tiếng. Phá vỡ, cao thủ thứ hai xuất hiện. Hắc y thiếu niên bất lực trở về, lại còn có một sát kim đời thứ tám chỉ nghe thiếp mục nhi diệt lý giống to, thoáng chốc nổ mục rút đao, một đám hắc y nhân kinh hô, thanh kiếm đeo ở bên hông được rút ra, chém thẳng về lu nước. Đối mặt lu nước to, không cần vớt, chỉ có thể phá vỡ, đây là biện pháp cứu người được tư mã quang truyền lại vào thời Bắc Tống trăm năm trước, giờ phút này diệt lý chỉ cần chém vỡ thành lu nước, trong chốc lát ma đao dầm một tiếng, liền giống như tiểu hài nhi chết đuối trong lu nước, mặc cho nước chảy ra mới là biện pháp thông minh. Có một tiếng động lớn vang lên, lô nước lớn rung lắc không ngừng, lại không nghe thấy tiếng nước ào ào, chắc hẳn diệt lý đã không chém phá vỡ được nó. Mắt thấy diệt lý đầy mặt kinh ngạc, kim lăng xương nhàn nhạt, nhạt, liền nói, lưu nước này được làm từ cặn dư của thiết tinh, có thể chịu được ma đao thần hỏa, thác mặt kim ngọc tuy là bảo vật, lại chỉ là phàm thai nhân gian, sao có thể so sánh với đồ vật thiên giới. Diệt Lý nghe vậy giận dữ, hắn vì quật bảo đao truyền quốc, không tiếc hao phí thời gian 10 năm, Hóa Liêu thác Mạt Kim Ngọc ra tay, lại không thể thu thập được một miếng xỉ sắt. Khiết Đan Vương sao có thể nhẫn nhịn được? Hắn cắn răng cúi đầu, xoát một thanh âm vang lên, truyền quốc bảo đao đã ra khỏi vỏ. Trước đó, thác Mạt Kim Ngọc chém ra khi chưa rút đao khỏi vỏ, mọi người vẫn chưa thấy sự sắc bén của hoàng đao. Giờ phút này hắc khiết đan thái tử cầm đao ra tay, như cầm quốc tỷ, thấy dị quang rực rỡ trên thuyền, như đại bàng kim sĩ điều tung cánh bay lượn, vô số chiếc lông vũ màu vàng bay xuống. Một chúng hắc y nhân thấy được khí phái bậc này, đều bị rất kinh hãi, soái kim đằng đang muốn tiến lên hộ đao, kim lăng xương lại đã duỗi tay ngăn lại, lại cười nói, để hắn chơi, người quý ở tự biết. Không chơi không biết phân lượng của chính mình. Kim Lăng Sương mở miệng coi khinh hoàng đao, như giáp mặt chỉ mắng tảng đá lớn ra luật. Diệt lý cũng không mắng chửi, vô thanh thắng hữu thanh, chỉ có để bảo đao biện bạch cho chính mình. Diệt lý không nói một lời, chợt xoay người rút đao, ánh sáng vụt qua, thân đao chưa đụng vào vách lưu nước đã khiến lưu nước kêu vang ong ong. Hắc ngược quỷ chúng trong lòng hoảng sợ, thế mới biết thác mặt kim ngọc thực sự có điểm thần dị. Có một tiếng động lạ vang lên, hoàng đao đụng vải bắc hải thiết tinh, dường như mấy trăm cân đá lớn từ trên trời rơi xuống, sóng địa chấn trầm thấp khiến con thuyền bị chấn động, rõ ràng kích đến mọi người trái tim đập bịch bịch, nhưng bên tai lại không có thanh âm sắc bén, tình trạng quái dị đến cực điểm. Mọi người còn chưa hoàn hồn, thác mặt kim ngọc đã bao phủ bùn đen, ánh sáng lan ra khắp lu nước, thật lâu không mở đi, trông lại cực kỳ lóa mắt mê người mọi người thấy thác mạt kim ngọc uy thế như thế, trong lòng đều âm thầm kinh sợ, liền sợ lưu nước chịu lực vỡ ra, vẻ mặt của kim lăng xương vẫn như thường lệ, có lẽ hắn cực kỳ tin tưởng vào bắc hải thiết tinh. Sau một lúc lâu qua đi, những chiếc lông vàng dần dần tiêu tán, chỉ để lộ ra thứ tròn đen và bẩn thỉu trông giống như một vị la hán bụng phệ đang nằm trên mặt đất, như đang chế nhạo uy lực tầm thường của hoàng đao diệt lý chém đến vất vả lại chỉ giết được vài con độc trùng tất nhiên là mặt xám mày cho kim lăng sương an ủi nói đừng khổ sở đại trưởng quầy đã bày ra trận pháp này để nghênh đón bạn tốt chi giao của hắn bình tôm tướng của các ngươi đừng tới ồn ào nữa nhân lúc còn sớm đi xuống nghỉ ngơi đi ô a à, kim lăng sương tuy đang an ủi trong lời nói lại càng có ý châm chọc khiến người ta đau lòng hơn hắc y thiếu niên trong cơn giận dữ đã ngẩng đầu lên đâm vào thiết lưu chạm vang một tiếng máu đã phun ra từ chán tay hắn ôm lu nước giữa tiếng rồng ngâm hổ gầm hắn lại muốn ném lu nước đi kim lăng sương mỉm cười nói tiết kiệm sức lực đi lu nước này nặng cả ngàn cân đấy ma ma trợ giúp ta một tay khi tia sét màu tím tràn ngập không khí hắc y thiếu niên ngửa đầu bi thiết kêu gọi ma đao Diệt lý ở một bên tâm sinh cảm ứng, bỗng dưng tả quyền gân xanh bạo trướng, một quyền chém ra, đá đánh thật mạnh vào thành lưu nước. Một âm thanh câm lặng vang lên, ánh sáng tím và cánh tay lửa đồng thời lóe lên, hai cao thủ đồng lòng hợp lực, lu nước rốt cuộc động đẩy, nghe tiếng nước ào ào, mà đào dường như nghe thấy được tiếng kêu bi thảm, rốt cuộc sáng lên một trận hồng huỳnh huyết quang, trông lại giống như quỷ hỏa trong nước, cực kỳ quỷ dị ánh sáng đỏ rực và mở ảo lóe lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mà đào lần đầu ở nhân gian sáng lên yêu quang, ngay cả kim lăng xương cũng phải kinh sợ. Toàn bộ nơi này rơi vào im lặng, lúc này vô luận võ công cao cường như hắc y thiếu niên, hay là thân phận kiều quý như Quỳnh Phương, tất cả đều không rời được ánh mắt, mặc dù sau chấn mộ thú mục không thể nhìn thấy, lại cũng cầm lòng không đậu mà nhẹ nhàng hô nhỏ có lẽ trong lòng cũng đã cảm nhận được. Hồng quang hiện thế, mà đao dường như đang thổi kèn thắng lợi, chỉ thấy hàng trăm vạn dũng sĩ bò ra từ dưới khoang thuyền, hững con kiến sống nhờ khoang thuyền, những con dẹp nhỏ không muốn bị bỏ lại một mình, toàn bộ hành quân cả đội mà đến, ngay cả ruồi mũi vo ve cũng bị thu hút từ trên trời, cùng nhau gia nhập đại hỗn chiến. Không ai có thể di chuyển, các cao thủ dường có mặt như bị ma đao nhiếp đi hồn phách, chỉ có thể rít lên và hít thở, nhìn côn trùng và kiến mở ra đại chiến sinh tử. Một trận chém giết không thể tưởng tượng được đã diễn ra trước mắt. Những con đỉa đang cắn nuốt đồng loại, những con nhện không ai nhường ai, con rết đầu đò nhảy xuống lu nước dựa vào cơ thể lớn đã ăn thịt vô số con sâu, đang cùng một bò cạp đuôi vàng ác chiến không ngừng. Nọc độc và độc nước thi nhau bắn ra, chất nhầy mai chảy theo xác chết so với sự hung dữ của những loài côn trùng này, sư tử và hổ phải nên cảm thấy may mắn kích thước khổng lồ của chúng, nếu không thế gian có thật những con nhện cỡ mười trường, sải lang hổ báo nhất định không còn manh giáp. Trong lúc đang tràn đầy kinh hãi, chợt nghe bùm một tiếng, hình như có thứ gì rơi vào lu. Thất đương ra tiến tới nhìn xem, không khỏi hơi kinh hãi, thứ rơi vào trong nước không phải bùn đen, mà là một con nhện lông vàng to như lòng bàn tay đằng sau nó có một bộ mặt quỷ dị, có vẻ ngoài đáng sợ, tuy nhỏ nhắn nhưng độc tính lại cực kỳ lợi hại, đánh bại tứ phương ngoại địch, dẫn đầu vào nước, trở thành người chiến thắng lớn đầu tiên. Kẻ thắng lớn xuất hiện, diệt lý không lấy được ma đao, hắc y quái khách cũng thất thủ, chỉ có con nhện lớn này đã trở thành người thắng lớn đầu tiên, xem nó ngâm mình trong lu, chân bơi lộn ngược. Quỳnh Phương xem đến ngây người, lẩm bẩm liền hỏi, làm gì vậy? Nó muốn lặn xuống nước sao? Nói cũng kỳ quái, thiếu các chủ thế nhưng một ngữ thành sấm, con nhện mặt quỷ dường như phát điên, liều chết lặn xuống nước. Dường như dưới nước có rất nhiều nhện cái quyến rũ chiêu hồn, lúc này mới khiến nó học bộ dáng của cá, một lòng lặn xuống nước du ngoạn. Sau không lâu lắm, con nhện mặt quỷ tám chân dẫy rụa trong nước, thân mình nó quá nhẹ, vô luận cố sức như thế nào cũng không thể lặn xuống nước, tím tái trầm phù đang sống sờ sờ lại chết đuối. Người thắng lớn co giật mà chết, rất nhiều con kiến lại hoàn toàn không biết gì, vô số thứ bẩn thỉu đen đùi vẫn đang chiến đấu kịch liệt không ngừng. Bùm tiếng nước vang lên, con rết đầu đỏ trở thành kẻ thắng lớn thứ hai dựa vào thể trường hung mãnh. Trong thời tiết lạnh giá nước đá, con rết nhảy vào lu nước to thiên quốc cực lạc, vừa mới tiếp xúc, liền bị nước đá đông lạnh đến hối hận, nhìn nó vặn vẹo thân mình, muốn bò trở lại mép thành lu nước, chỉ tiếc vách lu nước trơn trượt, leo lên mấy lần đều không được, trong giây lát thân mình chịu đông lạnh quay cuồng, nó tiểu ra độc thủy độc nước, lại lần nữa đi theo bước chân tiên hiền tiên liệt, lao xuống hoàng tuyền. Đã chết, hoàn toàn đã chết, lửa ma triệu hoán, thu hút vạn vật như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đại bò cạp tiểu trùng tuy hỗn chiến không không ngừng nghỉ, chỉ là chúng căn bản không hiểu được, chân chính người thắng đã sớm chết trổ hết tài năng kết quả là phải sớm đến quỷ môn quan chịu cảnh nhào lộn chết đuối bất đắc dĩ tận mắt nhìn thấy số phận của người chiến thắng mọi người đều bàng hoàng chỉ nghe kim lăng xương sâu kín nói đã hiểu đại trường quầy vì sao không muốn thanh đao này nhưng lại không sợ người khác tới lấy bởi vì bản thân nó đã là tai họa trong lòng kinh hãi sờn tóc gáy hắc y chúng quỷ cũng đã hiểu tâm tư đại lão bản, vì sao hắn lấy ma đao làm mồi nhử, bởi vì đây là mồi độc có thể đầu độc tất cả địch nhân, phản đồ. Cút đi, sợ chết thì cút ngay cho ta, mồi độc đang ở trước mặt, vẫn có dũng sĩ không sợ chết lao về phía trước. Nhân sinh tự cổ ai không chết, người này tính toán hỏa đốt tự thân, chiếu sáng lên thiên cổ, hắc y thiếu niên gầm lên như một con rồng giận dữ, oanh một tiếng vang lớn, hai vai đụng phải lu nước toàn thân khí lực bạo trướng lu nước to thế nhưng chậm rãi cách khỏi mặt đất lu nước rất nặng nặng gần cả nghìn cân hắc y thiếu niên mới vừa nhấc cao vài thước lại dường như sắp đánh rơi xuống khó khăn nhấc khỏi qua mắt cá chân thì bị một cánh tay trái màu đỏ chặn lại chạm vào lu đế quát đứng lên kẻ điên không muốn sống thứ hai đã đến một thân không cha không mẹ không vợ không con không quê hương không nhà, không họ tên, chính là thiếp Mộc Nhi diệt Lý ra tay. Lý do duy nhất có thể khiến hắn phải chùn bước lúc này chính là vẻ đẹp mỹ lệ ngày ấy. Lý do để hắn ném lưu nước đi lại là hàng ngàn hàng vạn không thể đếm hết. Một tròi một trăm vạn, giờ phút này là khoảnh khắc đâm vào chết nhiệt huyết sôi trào, hay muốn làm nô lệ và sống trăm năm, tất cả chỉ trong một ý niệm. Trong lúc thở dốc từng hồi, Diệt Lý đã đưa ra lựa chọn, Hắc Y thiếu niên càng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, ánh sáng tím phát ra, hỏa quyền múa may, hai đại cao thủ vốn không quen biết, giờ phút này lại có cùng một mục tiêu, bọn họ muốn cho lửa ma xuống nhân gian. Về phần kết quả sẽ như thế nào, không ai quan tâm. Tiếng hô không dứt bên tai, lưu nước nghiêng khỏi mặt đất, nước bẩn tràn ra, ánh sáng đỏ lập tức gợn sóng khắp khoang thuyền, khiến cho Hắc Y trúng quỷ, cùng lùi lại phía sau. Kim Lăng Sương không dự đoán được hai người này sẽ cùng ra tay, vội vàng quát, chấn mộ thú kết trận. Lão thất lập tức tiến lên cản lại, thất đường ra nghe thấy tiếng gọi, vội vàng bước tới, bỗng nghe một tiếng gào rít giận dữ vang lên, nê lê ra. Hắc khí tràn ngập, thuật cấm truyền được phát động, lại hướng về lưu nước lớn. Kim Lăng Sương đại kinh thất sắc, quát, dừng tay. Tam đại cao thủ xuất lực tới đầy, thế đạo lợi hại vô cùng, dầm một tiếng vang lớn, nước bẩn tràn vào khoang thuyền, lù nước nghiêng đảo, ma vật cũng tùy theo lao ra, cứ như vậy nằm ở trước mặt mọi người, mỉm cười nhẹ nhàng. Thấy được, trong đêm tối, trên khoang thuyền có thứ gì đó sáng lên, khiến mọi người trợn mắt ra rụi rụi, ai cũng mỉm cười. Ngay cả Quỳnh Phương cũng choáng váng chết lặng, mắt nhìn dị tượng quên cả việc chạy trốn đẹp quá thật sự đẹp dô so với lam trừng trừng thiết gan, nó còn đẹp hơn rất nhiều. Đó là một thanh đao rất rất lớn, dài chừng sáu thước, tựa như được nghiệp hỏa địa ngục luyện thành, hoàn toàn có màu đen như pha lê, thân và vỏ hoàn toàn tự nhiên, không có đường nối hay chạm khắc nhân tạo. Bao kiếm màu đen và đỏ lộ ra một quần sáng màu sắc, ánh sáng đến độ có thể soi bóng người, trong suốt tinh tế, tựa như một ma nhãn đen tối sâu thẳm thâm trầm cơ trí, dập tắt theo ánh sáng, chỉ nhìn vào những người trên khoang thuyền. Bỗng nhiên, thất đương gia chủ nhảy lên trước, ngón tay run rẩy lên xuống, lớn tiếng nói, nó đang nhìn ta. Đúng nó đang nhìn ta. Không chỉ có thất đương gia, mà còn có Quỳnh Phương đã quen nhìn thấy bảo vật quý hiếm, xoái kim đằng nhiều năm trông coi ma đao, mỗi người đều buồn bã nói ra những lời này. Chỉ nghe diệt lý thở dài thật sâu, nói, mắt mèo hồng bích. Mắt mèo hồng bích, thanh đao ma tính này cũng là một khối miêu tinh lớn nhất trên đời. Dù nhìn đi đâu, Ma Nhãn cũng không bao giờ rời khỏi tầm mắt mình, như vẫy tay mỉm cười, lại tự nhẹ giọng thì thầm, yêu cầu bản thân rụt rè bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve, tinh tế thưởng thức. Côn trùng và kiến trên khoang thuyền đều ngơ ngác, người chúng mê mang, lại chỉ có một người còn tỉnh chỉ nghe kim lăng xương cắn răng truyền lệnh, chấn mộ thú. Kết lục đảo trận, mau, mau cây âm hồ mẹ ngươi, chưa kịp nói xong ngực đã bị ám toán, tứ đương ra kêu lên một tiếng ngã xuống đất. Đang ngơ ngác, nghe được sau lưng giống mắng, kim lão tặc. Đừng ở đây làm bộ làm tịch nữa. Ông nội ngươi nếu có ma đao, thì ngay cả đại trưởng quầy đều phải gọi ta một tiếng cha. Người sai khiến ai? Kim Lăng Sương thân là chỉ huy chuyến này, giờ phút này lại thân chịu ám toán, là kẻ đầu tiên ngã xuống đất không dậy nổi. Hiện trường bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Kẻ xuống tay khẩu âm hồ quẳng, lại không biết thuộc 18 học sĩ hay là 12 thần tướng. Thấy hắn phi thân về phía trước muốn lấy ma đao, còn chưa lấy được, sau lưng lại trúng một quyền, nghe được một người giận dữ hết, cút ngay. Bằng ngươi cũng muốn đoạt đao. Ta thao cầu tổ tông nhà ngươi thất đương ra lớn tiếng hét lên, giờ nắm đấm lên xua đuổi đám đông, dẫn đầu lao tới đoạt đao. Thiếp Mộc Nhi diệt lý tự cũng việc nhân đức không nhường ai, mấy ngón tay sắp xuất hiện, cùng với độc trùng dưới đất quay cuồng vật lộn. Của ta, chương bảy ảo ảnh như mộng, hồi hai. Sống, tất cả sinh vật sống trên tàu đều chiến đấu đoạt đao, ai cũng liều mạng muốn phần thắng, bất kể là ai. Ngay cả Quỳnh Phương võ công không đến, giờ phút này cũng gieo hò ầm ĩ liều mạng hò hét nhìn thấy ma đao đã thành hình hoàn toàn đen như bầu trời đêm tràn ngập lửa khiến toàn bộ cao thủ trên thuyền chém giết nhất thời đao quang kiếm ảnh tay đấm chân đá thấy ma đao bay lên rơi xuống rơi xuống bay lên cùng với máu tươi bắn tung tóe độc trùng bỏ loạn khắp nơi trời đêm năm cũ trên con thuyền này tựa như trận địa tu la trong đám người chỉ có tứ đương ra là bất động ôm lấy cột buồm hô lớn, kết trận. Chấn mộ thú kết chấn, ở giữa thanh âm thúc dục nhìn thấy sáu người mù lăn lộn xuống đất, tung áo đánh nhau, dường như hận thâu đối phương. Lúc này ai quan tâm đến ai, ai sợ ai. Quán khí cả đời bùng nổ, mọi người đều tận dụng cơ hội để giải quyết mọi việc. Thời khắc con kiến đua voi đã đến, soái kim đằng cầm lấy huyết tỷ bà, điên điên khùng khùng hát nói, có tiền của báu quyền lực càng tốt, sinh ra là một kẻ độc thân không lo lắng. Ông trời buộc ta phải trải qua chuyện này, thật tệ, thật tệ. Sao mới có thể thoát được? Trốn không thoát, trốn không thoát, vì nước vì dân không để yên, lão bà sao không thấy, hát xong lại gào khóc to. Kim lăng xương leo lên cột buồm, thở dốc không ngừng, hắn là người duy nhất còn hiểu được, cũng tự hiểu cách duy nhất để cứu mạng mình là tránh xa ma đao. Thần kiếm là từ hoạt vật, nó có những biến đổi tâm linh giống như một vật sống, nhưng bản chất của nó là một vật chết. Tương phản với thần kiếm, ma đao không thể kéo dài ra, tuy rằng tử khí thâm trầm, nhưng có mà nhãn ma quang chiêu chọc nhân tâm, nó có thể chống lại cầm long, được xưng từ hoạt vật. Thế gian vạn vật đều có mộng, chỉ cần còn sống ở thế gian, cho dù quý như đế vương khanh tướng, có những thứ muốn nhưng không thể có được sức mạnh viên mộng là nguồn gốc sức mạnh thần thông của ma đao. Không cần nội lực tâm pháp, cũng không cần luyện thành võ nghệ cây thế, càng đến gần thanh đao, đủ loại thất tình lục dục càng nảy lên trong lòng, đồng tử giãn ra, nhịp tim tăng tốc, huyết mạch sôi sụp, thời khắc rút ma đao ra, khi đó khí lực đủ để lay động sơn hài. Khát vọng mỹ nữ, cường địch trong lòng, cùng tất cả những dục niệm chấp nhất mà bản thân muốn nhưng không thể có được, ma đao đều có thể ủng hộ chủ nhân anh dũng tiến về phía trước, đạt được nó bằng khí lực kinh người. Dưới tiếng đàn của soái kim đằng, mười mấy tên cao thủ đã dũng cảm tiến về phía trước. Hắc y quái khách thân thủ nhanh nhất, tia chớp hắc ảnh lao ra, ngón tay sắp chạm vào ma đao, bỗng nghe thấy một tiếng kêu như xét đánh, quốc bảo ra truyền ra luật chém ra, đã bức hắc y quái khách lùi lại một tấc, trong giây lát tay trái của diệt lý đột nhiên dài ra dành trước bắt lấy ma vật. Đại liêu quốc chủ, liệt tổ liệt tông, miêu tình chạm vào cơ thể, người thắng lớn đôi tay ôm lấy ma vật. Trong khoảnh khắc, thoáng chốc người như giật nảy lên, mọi người lao tới, cố gắng trần áp diệt lý. Hắc khiết đan nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức vung mạnh thắt lưng, vô số thân mình chịu lực bay ra, mấy người công lực không đến, chịu lực bị đẩy vang ra mép thuyền, rơi thẳng xuống kênh đào. Của ta! diệt lý hít một hơi thật sâu dương đao hét lớn thất đương gia vốn dĩ ngang tài ngang sức với diệt lý nhưng giờ này lại bị thần long bái vĩ cũng ngã lăn ra hắc kịch quái khách võ công hơn người giờ phút này cũng không chịu được nhất thời liên tiếp lui năm bước dựa vào công phu cực kỳ vững chắc lúc này mới miễn cưỡng đứng thẳng thần long bái vĩ là chiêu thức quen thuộc thứ hai trong bộ hàng long thập bát trường. Nói đơn giản thì đây là một chiêu hồi mã thương cực kỳ độc địa và nguy hiểm trong bộ trường pháp này. Kim Dung từng lý giải tên của chiêu thức này lấy trong kinh dịch, mang đại ý, khi người đi sau dẫm phải đuôi cọp, con cọp sẽ lập tức quay lại cắn. Tuy nhiên, khi đưa vào hàng long thập bát trường, ông đã thay cọp thành rồng cho phù hợp với tên gọi chung của bộ trường pháp này. Mà đào tìm được chủ nhân đầu tiên, mọi thứ chợt yên tĩnh lại, không phải chỉ mọi người bất động mà độc trùng cũng ngừng cắn. Tựa như toàn bộ nghiệp hỏa đã hội tụ trong cơ thể diệt lý, người ngoài không còn cảm nhận được nữa. Soái kim đằng tựa như tỉnh lại sau giấc mộng lớn, hoảng hốt nói, này, đây là có chuyện gì? Hắn lấy đâu ra khí lực lớn như vậy? Kim lăng xương trèo xuống khỏi cột buồm, hắn lau mồ hôi lạnh, hít sâu mấy hơi, thấp giọng nói, Âu Dương gia cố lão tướng truyền, thần kiếm tụ long khí, nhiệt hỏa dung hợp với ma đao. Vô luận là ai, chỉ cần chạm đến thân đao, toàn thân khí huyết liền sẽ sôi trào, sức lực càng lớn hơn vài lần không ngừng. Khi hai người nói chuyện, diệt lý tay cầm ma đao, ngắm nghía trên dưới, nghe hắn lầm bầm lầu bầu, truyền thuyết là thật sự. Từ hoạt vật, từ hoạt vật, thần kiếm là chết, ma đao lại là sống. Tại đây không ít người đã từng nhìn thấy thần kiếm cầm long, đều biết đó là một thiến gan, mật sắt, cực kỳ linh hoạt, vẻ ngoài tuy là vật chết, nhưng khi sử dụng nội lực lại linh hoạt như vật sống. So với thần kiếm cầm long, nghiệp hỏa ma đao không thể xoay chuyển một chút nào, nhưng mọi người vừa mới lĩnh giáo qua ma uy triệu hoán, nghe được ba chữ từ hoạt vật, tự có thể lãnh hội huyền bí trong đó. soái kim đằng sợ hãi, thấp giọng liền nói, làm sao bây giờ? Tiểu tử Tây vực này võ công thật là lợi hại, hiện giờ lại cầm ma đao, ai còn có thể đánh bại hắn? Kim Lăng Sương không tỏ ra lo lắng, hắn lắc tay, thấp giọng nói, đừng lo lắng, hắn trong chốc lát sẽ chết. Soái Kim đang chấn động, run giọng nói, chết? Kim Lăng Sương đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đừng kêu la, thấp giọng lại nói, uy lực của ma đao vẫn chưa được bộc lộ hết, chốc lát nếu hắn can đảm rút ma đao ra, khi ma lực ra hết, chỉ sợ hắn sẽ phát cuồng tự sát. Nghe được cường địch sắp hủy diệt chính mình, soái kim đằng vỗ nhẹ trong lòng, nhưng trước khi kịp làm vậy, lại nghe chỉ huy nói, nghe kỹ, người này tuy sẽ xuống tay tự sát, nhưng hắn trước khi chết trong mắt nhìn thấy dị tưởng, không khỏi hung tính quá độ. Các người trong chốc lát nếu nghe được tiếng hô, ngàn vạn nhớ rõ phải chạy. Mọi người nghe được lời này, đều kinh hồn táng đảm, liền Quỳnh Phương cũng sợ hãi, ngoại trừ hắc y quái khách, những người còn lại đều thối lui về phía sau. Trong bóng tối, khóe miệng hắc khiết đan cười, hắn không để ý tới những việc ngoài thân, hắn cầm bảo đao truyền quốc, hung tợn cắm ở đầu thuyền, cũng không nhìn nhiều, sau đó ôm ấp ma đao, dường như cảm thấy mỹ mãn, cái gì cũng đều có. Đang lẩm bẩm tự nói, bàn tay to duỗi tới, nhẹ nhàng nắm lấy chuôi đao, hắn muốn rút đao ra khỏi vỏ. Không thể nói sao lại thế này, khoảnh khắc cầm lấy thanh đao, nhìn thấy quần áo của diệt lý phồng lên, dường như toàn thân rót đầy nội lực, một đầu tóc dài càng tựa bị cuồng phong kích phát, vô cớ bay về phía trước. Tóc dài tung bay, dáng vẻ giống hổ hiện ra, mọi người đều khẽ kêu một tiếng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trước mặt, vầng trán rộng và hàm rộng, mũi rộng nhưng không nhọn, dáng vẻ lại rất khác so với người Tây Vực, lại có vài phần tương tự như người Hán đúng lúc đang quan sát, diệt lý bắt đầu rút đao, ánh sáng lóe lên, trong vỏ dường như có mọn lửa ma rực rỡ, từng chốt một tỏa sáng. Đao ra ba tấc, chợt nghe diệt lý lạnh lùng cười, phụng thiên thừa vận. Bốn chữ kỳ quái, mọi người trong lòng cả kinh, không biết hắn vì sao nói ra lời kỳ lạ như vậy, kim lăng xương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, lưu tâm, mà đao sắp viên mộng. Nói xong, lại nghe tiếng nói lạnh lạnh, sâu kín nói hoàng đế chiếu rằng ánh mắt nhanh nhẹn dụng mãnh hướng về phía những người trên thuyền nghe thấy hắn rít lên chấm ra lệnh cho tất cả các ngươi quỳ xuống có thể miễn chết phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng khẩu khí này giống như đế vương hạ thánh chỉ chúng hắc y giật mình đang do dự hỏi kim lăng xương lại đã thấp giọng phân phó mọi người ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói lúc này không ai có thể đánh bại hắn người đầu tiên lập tức quỳ xuống đất, giống như dập đầu, thượng cấp nếu quỳ xuống, chúng quỷ tự cũng làm theo, hắc y quái khách xưa nay cao ngạo, tuy không muốn quỳ xuống, lại cũng khoanh chân ngồi cố định, Quỳnh Phương tự biết võ công của mình so với người khác cách một trời một vực, vì bảo toàn mạng sống, cũng biết làm theo khuôn mẫu nửa nằm để tránh tay bay vạ gió. Tất cả những người trên thuyền bắt đầu nghiêng người quỳ xuống, diệt lý thỏa thuê đắc ý, tựa như thiên kiêu một thế hệ không khỏi bật cười hắn tay trái cầm kiếm tay phải cầm đao trong tiếng cười thống khoái hãy còn lầm nhầm nói một chuỗi dài khẩu âm kỳ lạ giống như hồi ngữ lại tựa mông ngữ mọi người tuy muốn biết suy nghĩ của hắn nhưng không thể hiểu được một từ nào diệt lý hai mắt tỏa sáng nhìn hắn biểu tình phấn khởi càng cười càng vui vẻ trên đao ánh sáng đỏ càng lập lòe gió lửa ra khỏi vỏ thân đao ra một nửa bỗng nghe diệt lý hét lớn một tiếng cả giận nói lớn mật ngươi là người nào sao dám đứng trước mặt ta lúc này liền hắc y quái khách cũng đã ngồi dưới đất còn có ai dám đứng mọi người trong lòng cả kinh vội vàng về phía đầu thuyền đều không biết là ai tới đầu thuyền không có người chỉ có một thanh đao đao thác mạt kim ngọc lúc trước diệt lý dùng trái tay nhấc nó lên rồi cắm xuống đất giờ phút này tất nhiên là ngang nhiên đứng thẳng trông lại như một trung môn cực gián, chỉ muốn ngăn cản con cháu rút ma đao ra. Thì ra là ngươi đồ rác rưởi vô dụng này không có việc gì ngoài việc suốt ngày quấn lấy ta. Diệt lý bên trong bị lửa ma thu hút, mặt khác nhìn đao thác mặt kim ngọc, nói vài câu lầm nhầm nói gờ. Trong lúc đám người đang hỗn chiến, chợt kích chỉ mắng to, quỳ xuống. Lập tức quỳ xuống, nếu không ta liền giết chết ngươi, chém đầu của ngươi có nghe hay không? Đừng nói đao thác mặt kim ngọc là vật chết, không nghe hiểu được tiếng người, cho dù nó trời sinh có linh, giờ phút này lại cũng không thể quỳ xuống. Rốt cuộc nó là truyền quốc bảo vật tảng đá lớn ra luật truyền lại, cho dù lúc này có thể biến thành người, e rằng cũng không thể quỳ lại con cháu của mình xin khoan dung. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, diệt lý càng thêm nổi giận, xét đánh một tiếng giống to, mà đào vung lên liên tiếp quỳ xuống nghiệp hỏa vẫn chưa ra khỏi vỏ liền đã chém về phía thác mạt kim ngọc song đao chạm vào nhau đều là danh khí thiên địa. bỗng nghe suy một tiếng quái vang như xé rách lụa đáng thương kim ngọc đao bị đòn nghiêm trọng vỏ đao vỡ tan đá quý hoàng kim tứ tán bay loạn quỳnh phương che mặt hét lớn đổ mốc Người làm gãy đao của chính mình rồi đá thác mạt dù rằng trừ tà nhưng làm sao nó có thể xua đuổi được tà ác đệ nhất thiên hà? Chỉ là đao này chính là quốc tỷ khiết đan, cho dù vỏ đao hư hại, nhưng thân đao kim ngọc vẫn sừng sững đầu thuyền, những chiếc lông vàng xòe ra, tựa như khổng tước nghiêm nghị. Diệt Lý tức giận, lạnh giọng lại nói, nô lệ vong quốc. Ngươi còn không quỳ sao? Lập tức không màng tất cả, ra sức lại chảm đao thứ hai, lửa ma hoành thiêu. Đột nhiên nhìn thấy một chiếc lông vũ màu vàng đang bay về hướng đông, dừng lại một chỗ. Hoàng đao đã bị chặt đứt, thần vật trăm năm hắc khiết đan gặp hảo Kiếp, tối nay đầu mình hai nơi. Mọi người trong lòng hiển nhiên chấn động với ma đao sắc nhọn, phục khiếp sợ Diệt Lý điên cuồng, tất cả đều không nói gì. Diệt Lý chém cường địch, tất nhiên là nét mặt tỏa sáng, cười ha ha. Hắn nhấc ma đao lên, muốn rút trôi đao ra. Ma đao dần dần ra khỏi vỏ, bỗng nhiên mũi chân giẫm phải một vật, cúi đầu nhìn xuống, kinh hãi thấy là tơ vàng quấn quanh hai chữ gia luật. Diệt Lý chớp chớp mắt, rên một tiếng, nhìn ma đao trong tay, rồi liếc nhìn vỏ đao gãy trên mặt đất. Dường như hai chữ dưới đất kia có liên hệ sâu xa gì đó với mình, rồi lại nhìn không hiểu. Khóe miệng hắn nhếch lên, muốn rút ma đao ra, rồi lại càng người không thoải mái, giờ lưỡi đao lên một lúc lại hạ xuống một lúc cuối cùng cũng không chịu nổi quấy nhiễu rốt cuộc cuối người ngồi xổm nhặt những mảnh vỡ để xem gia luật gia luật diệt lý nhặt những vỏ đao bị đứt đoạn rồi nhìn nhất thời lẩm bẩm tự nói ngữ khí tràn đầy mê mang đang muốn ném vỏ đao gãy đi bỗng nhiên kêu lên một tiếng cả kinh nói gia luật Bì thành kêu thảm thiết vang lên từ đầu thuyền con dao thần rơi xuống đất mà đao rơi xuống đất xuyên tùng khoang thuyền, diệt lý khóc, kêu lên, ra luật. Mà đào rốt cuộc cha vào vỏ, diệt lý cũng tỉnh lại. Hắn đầy mặt nước mắt, tựa như từ ác mộng bừng tỉnh, có chút không biết đang ở phương nào, mắt thấy xoái kim đằng lắc đầu cười khổ, quỳnh phương mặt mang thương hại, ánh mắt đều nhìn phía bên chân mình. Diệt lý trong lòng bối rối, cúi đầu nhìn xuống, đã nhìn thấy truyền quốc bảo đao đầu mình hai nơi. Hắc khiết đan khiếp sợ, há hốc miệng, ai? Là ai? Không ai trả lời hắn, nhưng mọi người trên thuyền đều cười. Quỳnh Phương cười khổ, soái kim đằng cười gượng, hắc y nhân hoặc châm biếm hoặc cười lạnh hoặc cất tiếng cười to. Diệt lý ngơ ngác nhìn mọi người, chợt nhìn thấy ngón tay hoàng kim nhẹ nhàng di chuyển chỉ hướng chính mình, kim lăng xương ánh mắt thương hại, thở dài, là ngươi. Là ta, khóe miệng diệt lý hiện lên vẻ đau đớn, nghiêng đầu cổ, hai đầu gối quỳ xuống. Đau đớn nhất trên thế gian không gì hơn khi mộng đẹp trở thành sự thật, lại bỗng nhiên từ nhà tù tăm tối bừng tỉnh, không chỉ từ trên mây rơi xuống trần gian mà còn rơi thẳng vào địa ngục vô biên. Đáng thương trăm đại ngàn năm thân thế vinh quang, tại đây một khắc toàn bộ hủy bỏ. Càng đáng sợ chính là không bị hủy trong tay địch nhân, mà bị hủy bởi đao trong tay con cháu. Dấu chân của tộc Hắc Khiết Đan để lại đã chấm dứt tại đây nhìn thấy diệt lý hai tay cầm bảo đao truyền quốc biểu tình giống muốn uống nước mắt lại như muốn cười to mọi người nhìn đến trong mắt mới biết hối hận sâu vô cùng là như thế nào khi diệt lý thổn thức trong miệng lại lầm bẩm tự nói hắn quỳ hai đầu gối xuống đất nhẹ nhàng phóng bảo đao xuống trở tay liền nắm lên ma vật lúc này lưỡi đao ra khỏi vỏ lại hướng về cổ họng mình quỳnh phương không muốn hắn tự sát như vậy âm ý liền kêu trăm triệu không thể đang muốn tiến lên ngăn cản lại bị kéo lại nghe được kim lăng sương nói ngươi đừng vọng động hắn trước khi chết nhập ma sẽ giết lung tung bất cứ lúc nào quỳnh phương tuy rằng không biết lời này thật giả thế nào nhưng cũng không dám lỗ mãng chỉ có thể nắm tay bất động trơ mắt nhìn diệt lý xuống tay tự sát lưỡi đao đi vào cổ họng huyết hồng ma quang sắp nuốt uống cổ huyết nhận lấy tính mạng sắt kim đời thứ tám không nói hắc y quỷ chúng cùng người này không hề có liên quan, cũng không người nguyện ý xuống tay cứu giúp. Si hết giờ phút này cho dù có chút giao tình, lại cũng khó có thể ra đòn cảnh tình để diệt lý tình khỏi cơn ác mông. Ngay lúc hắn sắp chết thì đột nhiên có tiếng rít lên, lại có người ném tàn tích của đao thác mặt kim ngọc tới, thoáng chốc đánh trúng chán hắc khiết đan. Diệt lý tức giận nhìn, nhìn thấy một người khoanh tay đứng, ánh mắt ẩn mang khinh miệt, Xem người này lãnh ngạo như thế, không phải Hắc Y quái khách kia còn là ai? Diệt Lý cuồng nộ nói, ngươi làm gì? Hắc Y quái khách cũng không trả lời một chữ, chỉ giơ món chân lên khẩy khẩy đoạn vỏ gãy trên mặt đất, nhìn hắn cử chỉ khinh miệt, nơi ngón chân của hắn chạm vào vừa vặn là hai chữ gia luật kia. Tổ tông chịu nhục, diệt lý nhất thời ác hỏa thúc dục tâm can, cả giận nói, ta muốn giết chết ngươi. Hắn vung tay ra, một tay cầm hai mảnh tháp mặt kim ngọc, một tay lại đoạt lấy hai chữ gia luật kia, trong bất trì bất giác lại ném đi ma đao trong tay. Vượt qua cửa ai, theo tiếng gọi của tổ tông, diệt lý vứt bỏ ma đao, rốt cuộc cứu tính mạng mình trở về. Cuối cùng ma đao rơi xuống đất, kim lăng xương nhìn thấy cơ hội, đang định nhấc tấm vải đen lên che đầy, hắc y quái khách cũng cơ linh, hắn nhấc chân lên, đá hai chữ gia luật về phía kim lăng xương vật gây hoạc vừa đến, diệt lý cũng chuyển hướng đánh tới, kim lăng xương hắc một tiếng, đang muốn rút kiếm ngăn cản, chợt thấy hắc y quái khách giành trước thả người, lao thẳng tới ma đao. Cốt ngay, thất đương ra chạm đến gần, đánh một quyền vào hắc y quái khách, hai người trai cỏ đánh nhau, quay cuồng ngã xuống đất, không ai rảnh tay lấy ma đao, khiến hắc y khác ngư ông đắc lợi. Chỉ thấy người kẹp tay ra đoạt, người dơ trường đánh, người dùng mũi chân nhấc ma đao, người đứng dậy nhảy đánh, không biết ai huyết khuỷu tay vào ai, chỉ đánh đến một người chống đỡ hết nổi ngã xuống. Ma đao dẫn chủ nhập ma, như diệt lý bản tính võ dũng cao quý, còn vì vậy mà thối giữa nản lòng. Còn lại phần lớn là gà gáy cầu trộm, ngày thường chỉ biết tửu sắc tài vận, tuyên dâm tiết dục, trong lúc bị ma tính dẫn dắt, ai còn không điên cuồng. Giờ này khắc này dục vọng làm cho tâm trí mờ mịt, trên đời không có nam nhân không dám đánh, không có nữ nhân không thể đụng vào, thất tình lục dục đốt cháy, giáo điều quy củ một mực bài trừ, nhân gian liền thành địa ngục hung màu. Táng tận thiên lương, Quỳnh Phương lòng tràn đầy hoảng sợ, vội vàng nép vào một góc thuyền, sợ bị liên lụy bởi đánh nhau mà bị thương, lúc này trên thuyền tràn đầy cuồng đồ, ngoại trừ diệt lý đang tìm các mảnh đao vụn khắp nơi. Kim lăng xương rút trường kiếm co người tự bảo vệ mình, những người còn lại đều đang đánh nhau. Trong giây lát, ma đao đổi chủ vô số lần, nhưng không ai có thể cầm chắc nó. Vô luận ai dính vào ma đao, hàng chục đao kiếm sẽ đuổi theo, bức cho chủ nhân vội vàng vứt đao, lấy cầu tự bảo vệ mình. Không người lấy được ma đao, không nói đến muốn thong dong để đao ra khỏi vỏ, xem vật ấy như vậy gây hỏa, rồi lại hà tất tranh cái gì. Quỳnh Phương lòng tràn đầy cảm khái, nghĩ ngợi nói những người này cùng cực nhàm chán thật so cầm thú còn không bằng ta đừng trộn lẫn với họ phải nhanh chóng rời đi nàng thật cẩn thận không dám kinh động những kẻ điên trên thuyền chạy qua từ mép thuyền thấy cách bờ không xa đang muốn thả người nhảy lên đột nhiên có thứ gì đó lăn tới trước mặt một đường đến bên chân bức cho quỳnh phương dừng bước né tránh trong bóng đêm có cái gì sáng lên đó là nghiệp hỏa ma đao Quỳnh Phương kêu một tiếng, giữa sự hỗn loạn khắp nơi, viên miêu tinh lấp lánh này thực sự đã lăn đến bên chân nàng. Quỳnh Phương lòng tràn đầy kinh ngạc, còn không biết phải làm như thế nào. Kinh hãi thấy một hắc y nhân trước mặt nhe răng trợn mắt, thấy cánh tay của hắn đang bị ai đó tóm lấy, rõ ràng không thể tiến thêm, trong miệng lại còn kêu đến khàn cả giọng, chỉ muốn có được nó. Quỳnh Phương nhớ tới thảm trạng của diệt lý, lắc đầu tự nghĩ đây không phải thứ tốt gì tốt nhất mình đừng động chạm vào. Đang muốn quay đầu rời đi, rồi lại nhìn thấy ma nhãn trên vỏ đao đang chớp chớp nhìn mình. Miêu tình lửa ma che giấu một ánh sáng sinh động, Quỳnh Phương nghĩ, nghĩ ngợi nói, xem thứ này thật xinh đẹp, nghĩ tác thành trang sức hoa tai cũng không xấu. Nghĩ vậy, không khỏi ngồi xổm xuống đất, đang định chạm vào vỏ đao, đột nhiên gian trong lòng cả kinh, nghĩ kỹ thì thầm, Quỳnh Phương a à Quỳnh Phương, người hôm nay làm sao vậy? người từ nhỏ quang minh chính đại cũng không ham muốn đồ của người khác làm sao trở nên tham như vậy quỳnh phương xuất thân thế gia, từ nhỏ đã kiêu ngạo tuyệt không bao giờ thèm muốn đồ của người khác nhớ tới di huấn tổ tông lập tức muốn rút tay về trở về trong nháy mắt lại nhìn đến ma nhãn kia trong lòng lại nghĩ đồ mốc người lấy thanh đao này cũng không phải là vì tâm tư của bản thân dĩnh siêu bại bởi hắc y nhân kia người xấu hắc y trên thuyền lại làm sằng làm bậy, ta lấy thanh đao này cũng không phải là vì tư lợi bản thân, mà là vì nước vì dân. Vì nước vì dân, trở thành cử thế kính ngưỡng đại hiệp, vì thiên hạ mưu phúc, vì bá tánh xuất lực, trong cơn mê mang, chỉ thấy ra, tình lang, quyên nhi, phó sư phạm, triết nhĩ đàn vỗ tay, từng người vây quanh mình hoan hô tán thường. Quỳnh Phương sở đầu, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, thẹn thùng nói các ngươi đừng khen ta xấu hổ lắm rất nhiều ý niệm nhìn như sôi nổi hỗn loạn kỳ thật toàn mới nháy mắt hiện lên quỳnh phương nghĩ đến điều vui vẻ rốt cuộc hạ quyết tâm liền vui mừng duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve ma đao khi đao chạm vào đầu ngón tay lòng bàn tay không khỏi nóng lên đầu óc hơi choáng váng trước mắt như có một bóng dáng nào đó mờ mịt khó nắm bắt quỳnh phương chớp mắt vội vàng buông lòng tay ra thầm nghĩ thật kỳ lạ nàng nguyên bản ôm cuốn kỳ phổ nhân vật cảnh thái giờ phút này liền mặc cho sách vừa té rớt trên mặt đất không hề để ý tới lúc này bàn tay nóng lên cúi đầu nhìn giữa lòng bàn tay đã phát ra một luồng ánh sáng đỏ nhạt quỳnh phương âm thầm sợ hãi đỏ mắt đi xem vỏ đao lại thấy ma nhãn vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình dường như thúc giục nàng sớm chút lại đây quỳnh phương suy đi nghĩ lại nhớ tới thảm trạng của diệt lý, trong lòng có do dự, muốn vứt bỏ đi, rồi lại có chút luyến tiếc, nàng chưa quyết định được, chỉ cắn môi dưới nghĩ, hay chạm vào một chút, trong chốc lát nếu xảy ra việc lạ buông tay ra là được. Trong lòng có chủ ý, lại có dũng khí lần nữa duỗi tay ra. Ngón tay tuyết trắng từ từ tiến lên, trong khoảng thời gian ngắn, móng tay màu hồng như cánh hoa của nàng dừng lại, rốt cuộc cầm chuôi đao. Lúc này không có cảm giác gì, thật ra cảm thấy chuôi đao này rất thô giáp, có những tấm lưới ở trên, giống như tổ ong được sắp theo hàng, nếu muốn để đao đánh nhau, khẳng định không thuận tay. Đang lẩm bẩm tự nói, tùy tay nhấc ma đao lên, đột nhiên trong lòng đại hỉ, đao này thật nhẹ. Đao này trông có vẻ to nặng nhưng lại không nặng chút nào khi cầm vào, so với thiết phiến của mình còn nhẹ hơn. Quỳnh Phương hì hì cười, thầm nghĩ, thật buồn cười, đao này nhẹ như thế, ta về sau có thể luyện đao pháp. Đang suy nghĩ, vai hơi căng lên, tựa bị người ta kéo lại, Quỳnh Phương kêu một tiếng, thản nhiên phất tay ra, năm ngón tay vung lên, bàn tay giữ chặt nàng chịu lực bị đẩy ra. Quỳnh Phương lúc này mơ màng hồ đồ, đương nhiên không hiểu được giữ chặt nàng đúng là hắc y quái khách, nàng tự cũng không biết, vừa mới kia nhẹ nhàng phất một cái, đã đẩy tuyệt đại cao thủ lùi lại ba bước, bức cho hắn ngã vào đám người. Quỳnh Phương trầm mê trong đao, thưởng thức vỏ đao, Kiều Thanh cười nói: "Ma đao a à, ma đao, người rốt cuộc trông như thế nào? Người có đáng yêu không?" Tay cầm chuôi đao, nghiệp hỏa được lấy ra khỏi vỏ, gió tuyết thổi khắp người, trang giấy kỳ phổ nhân vật dưới chân bị gió mở ra, một tờ lại một tờ, rốt cuộc đi tới trang 147. Chương 7 ảo ảnh như mộng, hồi ba kết thúc chương 7 mỗi lần lư vân xuất hiện đều có cảm giác sâu sắc khác biệt qua từng câu viết của tác giả khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào yêu thích chìm đắm mà đào bắt đầu viên mộng khung cảnh xung quanh trở nên mờ mịt mọi tiếng chém giết bên tai ngừng lại quỳnh phương chớp chớp đôi mắt to đang mê mang chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng gầm lên phương nhi buông nó ra ai hung dữ như vậy quỳnh phương lẩm bẩm quay người lại chợt nhìn thấy một thân nhân vốn quen thuộc. Quỳnh Võ Xuyên, quốc trưởng uy quyền đương triều, chính tông các chủ tử Vân Hiên, hắn khoanh tay, lạnh lùng nói, buông nó ra. Buông ai ra? Quỳnh Phương vẻ mặt ngạc nhiên, ngơ ngác nghe ra quát, về phòng con đi. Cha con phải đi rồi. Quỳnh Phương toàn thân rung mạnh, vội vàng nhìn ma đao, đột nhiên thứ trong tay không còn là ma đao nữa mà là một nam tử quỳnh phương a à một tiếng thét chói tai đã quỳ rạp xuống đất nước mắt sắp rơi nam tử trước mặt nằm trên mặt đất mí mắt yếu ớt mở ra đôi mắt u ám muốn đưa tay ra nhưng lại không còn sức quỳnh phương ôm chặt hắn cuối cùng lớn tiếng kêu lên cha quỳnh dực tự là đạo phủ người thông châu thuận thiên thế tôn thái tổ anh quốc công đời thứ sáu tiến sĩ năm võ anh thứ mười lăm làm hộ bộ chủ sự tham nghị Nam Kinh Thông chính tư, thiếu chiêm sự chiêm sự phủ, năm cảnh thái 26 đột ngột qua đời ở tuổi 43. Kỳ phổ nhân vật trang 147, có câu chuyện về Quỳnh Gia. Quỳnh Phương bật khóc, nước mắt rơi như mưa, chua sót 14 năm qua tràn vào cổ họng, khiến nàng không thể đứng dậy, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy cha ruột hôn lên gò má ông. Cha nhịn cơn đau bụng, rưng rưng nước mắt, cố gượng cười nói, Phương. Phương Nhi, thực xin lỗi, cha không phải cố ý muốn chết, thực xin lỗi. Phương Nhi, Phương Nhi của ta, cha chết ở đưa đường, cứ như vậy ngã trước mặt nữ Nhi, trước khi chết còn khẩn cầu ái nữ tha thứ. Quỳnh Phương không có cách nào nói chuyện, nàng chỉ có thể yên lặng nuốt nước mắt, không ngừng hôn lên mặt lên môi cha, nhưng cha vẫn luôn hộp máu ra, đôi môi anh đào nhiễm đỏ. Buông cha con ra, buông cha con ra, đừng hôn nữa sau lưng ra vẫn luôn tới kéo chính mình vẫn luôn kéo vẫn luôn kéo vẫn luôn có người muốn tách cha con bọn họ trong viện còn có rất nhiều người bọn họ tay cầm phất trần mặc trang phục cung đình trang điểm như thần tiên bọn họ muốn mang cha đi sao bọn họ muốn mang cha đi nơi nào a a a quỳnh phương rốt cuộc có thể nói chuyện nàng phát ra tiếng thét thê lương đừng kéo ta đừng kéo ta ai tới cứu cha nàng khóc kêu không thôi, xoay người đánh về phía sau, ra trượt về phía sau, trong giây lát ngã xuống. Quỳnh Phương lại không biết, quyền này của nàng là đánh vào tất đương ra, mặc dù đối phương công lực thâm hậu, giờ phút này lại lại không chặn được một quyền của nàng. Ra, cha sắp chết rồi, người mau nghĩ cách cứu ông ấy. Tiểu Quỳnh Phương ẩm ý bi khóc, nhưng chính là không ai để ý tới chính mình, mỗi người ánh mắt đều là thâm trầm bi ai như thế dưới tiếng khóc thê lương, mười mấy năm qua không dám suy nghĩ sâu xa mê hoặc, rốt cuộc toàn bộ bùng nổ trong lòng. Quỳnh Phương khóc lớn nói, ra, người muốn cha chết, đúng hay không? Người nói cho con, nói cho con. Quỳnh Phương kéo thi thể to lớn của cha, chạy xung quanh khóc lóc, nơi nơi đều là da, nơi nơi đều là người xấu trang điểm thần tiên. Bọn họ không ngừng vây lại, khiến Quỳnh Phương khóc lớn kêu to. Gia quyền đá chân, đan điền như thiêu đầy than lửa, khí lực không dùng hết cứ từ ngàn lỗ chân lông đổ vào cơ thể, càng đánh ra lăn đi. Trong cơn bão tuyết cuồng phong, Quỳnh Phương vừa chạy vừa la hét nhưng không thể trốn thoát, nàng đột nhiên quay lại nộ mục nhìn những kẻ xấu trên thuyền, trò tay hét lớn là ai bất tử cha ta, nói. Bọn xấu trước mặt không ai lên tiếng, bọn họ chỉ cười lạnh, đều cả đều là đồng lõa. Quỳnh Phương cũng hung ác cười lạnh một tiếng, nàng nắm lấy chuôi đao, cắn răng nói, những kẻ xấu này, ta muốn giết sạch các ngươi, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, ta muốn giết các ngươi chó gà không tha. Mà nữ há một thở dốc, lửa báo thủ thúc dục tâm can, tuyết rơi dày cũng thành sương mù mênh mông. Giờ phút này không có da, cũng không có cha, trên thuyền chỉ có một tiểu cô nương mê muội, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nắm chặt chuôi đao, trôi đao tổ ong hình lục giác, đen tối hùng hồn, tựa như cánh tay ngắn của thiếu nữ, người nhỏ đao dài, dáng vẻ này tuy rằng đột ngột, giữa trên thuyền lại không một người dám lơ là. Người duy nhất còn tỉnh táo là chính là Kim Lăng Sương, đáng tiếc hắn tự bảo vệ mình còn khó khăn, sao có thể ngăn cản Quỳnh Phương tử vong. Hắn trong lòng minh bạch, chỉ cần nữ hải nhi này rút bảo đao ra, bước tiếp theo liền sẽ nhìn thấy ngày chết của chính mình nàng không có định lực thâm hậu của diệt lý, càng không có võ công cao cường của diệt lý, nàng sẽ tự sát nhanh hơn diệt lý gấp 10 lần, sẽ trở thành tiểu cô nương đầu mình hai nơi như đao thác mạt kim ngọc. Mà tính thúc dục Quỳnh Phương sớm đã sưng đỏ hai mắt đẫm lệ, nghe nàng nghẹn ngào tự nói, cha, Phương Nhi yêu người, người xem, người xem, Phương Nhi muốn thay người báo thù, chậm rãi, trôi đao hướng về phía trước, mà đao ra khỏi vỏ, nghiệp hòa tấc tấc, chiếu rọi những người trên thuyền trông như quỷ quái. Lưỡi đao sắp xuất hiện, hận hỏa phun ra nuốt vào, chỉ cần trong chốc lát vỏ đao rơi xuống đất, mà đao sẽ hoàn toàn hiện nhân gian, người đầu tiên chết thảm khi đó không phải là người khác, mà chính là tiểu các chủ ngọc tuyết đáng yêu trước mắt này. Có tiếng cọt kẹt, khoang thuyền rung chuyển nhẹ, có người lên thuyền, người này bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, một đường xuyên qua khoang thuyền, gần như im lặng. Kim Lăng Sương là người tỉnh giác đầu tiên, hắn dõi mắt nhìn sau lưng Quỳnh Phương, kinh hãi thấy giữa tuyết bay, sau lưng Quỳnh Phương hiện ra một bóng người. Kim Lăng Sương trong lòng hoảng sợ, lẩm bẩm tự nghĩ, ma vương tới rồi. Trong đêm tuyết mù sương, những người trên thuyền rừng giết người, cùng nhìn về phía sau Quỳnh Phương. Không ai biết ma quang đưa tới thứ gì, hắn là khách thuyền tới muộn, hay là đại ma đầu trong lời đồn mà đào ánh đến Quỳnh Phương như si như cuồng, thân ảnh người nọ càng tựa chìm trong ma quang, khiến người khác nhìn không rõ ràng. Trong lúc im lặng, bóng dáng kia đi tới sau lưng Quỳnh Phương, nhẹ giọng nói, hài tử, buông đồ vật xuống. Giọng nói nhẹ nhàng không giống tiếng gọi của yêu ma, Quỳnh Phương sớm đã quên mất chuyện ngoài thân, xê bóng dáng cũng không hề khuyên bảo, lập tức duỗi tay tới đặt lên vai Quỳnh Phương. Quỳnh Phương bị chạm vào vai, kinh giác ngoại địch đã đến. Đôi mắt xinh đẹp của nàng mở to, thịnh nộ hạ ra một quyền, nổi giận quát nói, lớn mật. Nghiệp hòa kẹp với quyền phong, lực đạo mạnh mẽ, lấy hắc y quái khách thân thủ kinh người, thuật cấm truyền của thất đương ra, sợ cũng cũng không chịu được, lại thấy người nọ giơ tay lên, thoáng xẹt qua một đạo hình cung ảnh, truyền lực nhẹ, liền đã nắm lấy nắm tay nhỏ của Quỳnh Phương. Quỳnh Phương thét to, ngươi là ai? khách thuyền tới muộn vẫn chưa trả lời, chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn Tiểu Quỳnh Phương trước mặt. Hai người đối diện nhìn nhau, trước mặt cặp mắt phượng kia ôn nhuận kiên định, trong suốt cao khiết, mang theo một tia an ủi khuyên dài. Tiểu nữ Hải Nhi rất giật mình, một lòng ngừng lại, run giọng nghẹn ngào, không khỏi duỗi tay sờ lên khuôn mặt run dày. Giống như truyền quốc bảo đao với diệt lý, Quỳnh Phương cũng có những lo lắng trong lòng tại đây tựa như ảo mộng, nếu giả thật đúng là thời khắc, thiên địa hết thảy đều có thể vứt bỏ, cho dù ma đao cũng. Với một tiếng thịch, ma đao buông tay rơi xuống đất, đập vỡ sàn thuyền. Quỳnh Phương hét lớn, cha, dưới kích động, nàng thả người nhảy khóa chặt vào trong ngực. Người trước mặt giơ tay lên ôm chặt Quỳnh Phương vào lòng. Quỳnh Phương dựa vào ngực hắn, vừa khóc vừa nhảy, nàng cố hết sức nhìn vào khuôn mặt của nam tử hai mắt đẫm lệ trong mông lung, ngũ quan của người nọ dần hiện lên trong mắt, chỉ nghe Quỳnh Phương A à một tiếng, không khỏi run rẩy khóc nức nở, không, không phải, quỷ chán ghét, ta chán ghét ngươi, Lư Vân, lòng tràn đầy kích động, tay chân liều mạng dãy ruột, nam tử kia sợ nàng ngộ thương chính mình, nên đã điểm huyệt vào thái dương của nàng để nàng hôn mê. Phòng tuyết đầy trời, khách cuối cùng lên thuyền trong đêm tuyết, cô tịch không nói gì hắn một tay nâng gánh mì, một tay nhấc Quỳnh Phương lên, lập với địch ta hai bên trước mặt. Tiếng gọi của Quỳnh Phương tuy rằng không vang, nhưng Kim Lăng Sương nội lực thâm hậu lại đã nghe được rõ ràng. Hắn đầy mặt kinh nghi, đánh giá tướng mại người nọ, bỗng nghe một tiếng kinh hô, lại lần nữa nói, Lưu Vân. Hai chữ Lưu Vân lại vang lên, lúc này lại làm hắc y quái khách mở to hai mắt. Hắn vốn đang chiến đấu quyết liệt với thất đương gia, giờ phút này lại vội vàng nhảy về phía sau thiếp mộc nhi diệt lý nguyên bản thất hồn lạc phách nghe được tiếng hô lại cũng ngẩng đầu lên mọi người tại chỗ đều cảm nhiễm lẫn nhau cùng ngẩng đầu lên đánh giá nam tử trước mặt người tới đúng là lư vân lúc trước hắn vừa lên thuyền ánh mắt đầu tiên thấy được là quỳnh phương hắn nhận ra nữ lang này là cháu gái quốc trưởng nhìn nàng tay cầm một thanh hắc quái đại đao một mình cùng mấy chục nam tử đánh nhau cũng là sợ nàng ngộ thương chính mình thuận tay liền kéo nàng ra giống như quỳnh phương đoán trước thụ cao ngàn trưởng lá rụng về cội khó khăn sống sót hắn muốn trở về cố hương chỉ là nhân sinh bất hạnh năm cũ đêm dương châu con thuyền duy nhất lại đi xuống địa ngục lư vân đánh giá rất nhiều khách thuyền trước mặt hắn thấy những người này che mặt giống như cường đảo không có hình tượng thiện lương chút nào nghĩ đến đang ngồi trên hắc thuyền lại thấy mọi người như hổ rình mồi, đều nhìn chằm chằm vào dưới chân mình. Lưu Vân cảm thấy tò mò và nhìn xuống khoang thuyền, chỉ thấy một thanh hắc đao nhỏ gác ở bên chân cách đó không xa, vỏ đao đen như mực, ngọn lửa lờ mờ phát ra ánh sáng, chính là thanh đao rơi xuống khỏi tay Quỳnh Phương trước đó. Lư Vân yên lặng không nói gì, trước tiên đặt gánh mì trên vai xuống, lại đặt Quỳnh Phương bên cạnh, sau đó dùng tay trái cởi trường bào khoác trên người tiểu cô nương nghe hắn hỏi xin hỏi thuyền này còn đi được không tại hạ chờ trở, trở về sơn đông mọi người hai mặt nhìn nhau nhịn không được đều nở nụ cười lúc này trên thuyền một mảnh hỗn độn nhiều độc trùng chết trên khoang thuyền một cỗ kiệu gãy đổ gần bên những tấm ván gỗ xung quanh bị lật và hư hỏng ai biết thuyền này còn có thể đi hay không chính với lúc này thình lình nghe thất đương ra cười ha ha quát giết những hắc y còn lại cũng phụ họa kêu gọi, giết. Rất nhiều hắc y nhân gào thét lao qua, lại lần nữa ngươi tranh ta đoạt, ánh mắt di chuyển, mục tiêu là ma đao dưới chân Lưu Vân, các cao thủ trên thuyền chém giết nhau, mỗi người đều mong trở thành người thắng lớn thứ ba. Một hắc y nhân dẫn đầu bò tới, mắt thấy sắp sờ vào chui đao, bỗng nhiên thân mình trượt về phía sau, lại bị người ta kéo trở về, người nọ trong miệng a a kêu to liều mạng duỗi dài tay rồi lại kém mấy tấc đang ở lúc này bàn tay kéo người từ phía sau đột nhiên dài ra hắn đang định chạm vào ma đao thì lại bị một chân tức giận giẫm xuống chủ nhân chân to đang muốn khom người lấy vật đột nhiên kêu thảm thiết chân ngã xuống thay vào đó là một khuôn mặt đang bò sát đoạt đoạt giết giết toàn bộ đều là những khuôn mặt hung ác đột nhiên lưu vân kinh ngạc nói còn chưa kết thúc sao còn chưa kết thúc triều chính thống không phải phục hồi sao? Tại sao vẫn chưa giết đủ? Lư Vân mở mịt nhìn, hai mắt trợn lên, không khỏi bật cười. Đã nhiều năm trôi qua, người chịu đau khổ đã già đi, nhưng thế gian rộng lớn như vậy, vẫn là bộ dáng quỷ này. Mắt thấy một hắc y nhân bị kéo trở về, một người khác lại bỏ tới, đi tới đi lui. Lư Vân cười nói, bằng hữu, nhìn các ngươi vất vả, đây rốt cuộc là đồ vật của ai? của ta, hỏi rõ phủ tất, đầu thuyền lập tức bảo khởi một mảnh giống giận, của ta. Đánh giám, ngươi dám nói đây là của ngươi, thao cái lỗ đít nãi nãi nhà ngươi. Tất nhiên cái này là của lão tử, đầu tiên là cãi vã, sau đó quyền cước tung ra, về sau đao quang kiếm ảnh, một mảnh giết người. Lư Vân lúc này mặc dù muốn hòa giải, nhưng cũng không biết ai đúng ai sai. Hắn cất bước về phía trước, nhìn mọi người, lại lần nữa hỏi, nói cho ta, này rốt cuộc là của ai? Của ta, đầu thuyền bị đập mạnh, mọi người lại không hẹn mà cùng hét lên, của ta. Tựa như qua đi vài thập niên, như thế nào đều làm không rõ ai đúng ai sai, dường như sai vĩnh viễn là chính mình. Lư Vân dương mắt nhìn bầu trời đêm, bỗng nhiên dâng lên chân khí, cổ họng một tiếng giống to, trả lời ta. Rốt cuộc là của ai? sấm sét gào rít giận dữ, khiến mọi người ù tai và thở ra từng hơi. Một hắc y nhân đứng mũi chịu sào, rơi xuống mép thuyền, có thể màng nhĩ đã bị ảnh hưởng đến bất tình. Rất nhiều hắc y nhân bịt tai ngồi xổm trên mặt đất, mỗi người nhìn về phía Lưu Vân, tựa như nhìn thấy phu tử hài đồng, mắt mang kinh sợ. Đầu thuyền an tĩnh, lại cũng không có người trả lời hắn, Lưu Vân lạnh giọng lại hét lên, trả lời ta. Vật này rốt cuộc của ai? dưới thiên lôi chấn động mặt nước đong đưa chiếc thuyền lắc lư dữ dội đến mức phập phồng thấy không ai nói gì lư vân lắc đầu cúi xuống đất muốn tịch thu bảo bối trong lòng học đồng bàn tay to của phu tử hướng về phía ma đao cách xa nhau vài thước miêu tinh dường như vang vọng nội tâm phu tử nháy mắt lập tức sáng lên lửa ma lửa ma tám mặt chiếu giỏi tạo ra u ẩn cực khô khi ánh sáng chiếu giỏi Điều đầu tiên cảm ứng được chính là vô số vết sẹo lớn nhỏ trên tay Lưu Vân, những vết sẹo đỏ do đá nhọn gây ra, những gờ xương ngón tay bị gãy do thác gành và đá lăn. Mười năm thiên lao đủ loại giày vò đau khổ, bày ra hoàn toàn trước ma đao. Lư Vân thấy ma đao này quái dị đến cực điểm, tuy nói lắp bắp kinh hãi, lại chưa bị dọa cho phải lui lại, chỉ cúi người nhặt ma đao. Mắt thấy bàn tay to buông xuống, kim lăng sương xoay mình tỉnh giác lại đây hô lớn dừng tay ngàn vạn đừng chạm vào thứ đó đã muộn dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ngón tay lư vân động vào ma đao trong chốc lát mái tóc của hắn bay về phía trước lộ ra vết đao ở giữa hai hàng lông mày cảm ứng thứ hai của đao xuất hiện kim lăng sương run rẩy xong rồi hắn cũng sắp xuống tay soái kim đằng nhiều năm ngăn cách với thế nhân mắt thấy kim lăng xương cắn răng bóp cổ tay, thất đương ra trợn mắt há hốc mồm, không khỏi hiếu kỳ, hắn thấy Lưu Vân đầu tròn chân vuông, ngoài khuôn mặt ủ rột cũng không có ba đầu sáu tay, thế là nghiêng người về phía tứ đương ra, nhỏ giọng nói, tên này có lai lịch thế nào? Tại sao có vẻ rất có môn đảo như vậy? Kim lăng xương cắn răng nói, ngươi đã từng nghe qua liễu môn tứ tướng, quan hải vân viễn chưa? Soái kim đằng trong lòng dùng mình, vội vàng nói, ý ngài là, tên này. Chính là. Kim Lăng Sương thở dài, nói, không sai, hắn chính là Chi Châu Trường Châu mất tích 10 năm, trạng nguyên lưu vân. Người khác có lẽ không biết, nhưng Kim Lăng Sương thân là đệ nhất lão thần khách điếm, biết rõ tình cảnh của trạng nguyên này. 10 năm trước từ chiến bên bờ sông Bạch Thủy, Kim Lăng Sương trốn trong bóng tối nhìn lén. Mắt thấy Lưu Vân luyện thành kiếm mang, tuyệt học trước kia của trưởng môn để quyết đấu đại quân triều đình, trong lòng tất nhiên là rất là chấn động. Chỉ là lúc ấy trên người có nhiệm vụ, không tiện nhúng tay can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Vân một đường chống cử, từ bờ sông đánh tới cầu treo, lại từ cầu treo đánh tới thâm cốc, cuối cùng cùng tát ma đồng quy vu tận, một chính một tà cùng rơi xuống dòng sông Bạch Thủy, bị sóng cuốn đi ngàn dặm. Thân là môn đồ côn luân, thân thấy tuyệt nghệ kiếm thần xuất hiện lại trên giang hồ, lại thân thấy truyền nhân kiếm thần rơi xuống thâm cốc, nội tâm kim lăng xương kinh ngạc kích động, người ngoài tuyệt không thể hiểu được. Hiện giờ 10 năm đã qua, truyền nhân kiếm thần đã trở lại. Vô luận hắn từ nơi nào trở về, mắt thấy đồng môn liễu môn đều nhân thần, hùng bá một phương, lại duy độc hắn kéo dài hơi tàn, thê ly tử tán, nghĩ trong lòng hắn hẳn đau đớn bi phẫn tất cả giống như tâm trạng của chắc lăng chiêu trước khi chết năm đó, hoàn toàn nhất quán, hiện giờ hắn đã nhặt được ma đao, tất có huyết hải thâm thù vô tận muốn báo. Với uy lực của lửa ma, lại thêm nỗi hận của kiếm mang, thiên hạ còn ai có đủ công lực để ngăn chặn? Hoặc là nói, ai lại có tư cách xuống tay ngăn chặn? Bầu trời đêm ảm đạm, từng mảnh bông tuyết bay xuống, Lưu Vân yên lặng ngửa mặt lên trời, vẻ mặt rất nghiêm túc, hắn cầm lấy ma đao, chậm rãi dơ lên bầu trời đêm, tay trái cầm vỏ, tay phải nắm chuôi chuẩn bị rút nó ra. Người cầm đao hận ý càng sâu, càng có thể kích phát ma tính. Dưới con mắt dõi theo của mọi người trên thuyền, ma đao đã được rút ra khỏi vỏ tấc đầu tiên, nhất thời ma quang nở rộ trông giống như một cái lò khổng lồ, vượt xa những gì có thể so sánh với khi diệt lý và quỳnh phương cầm đao trước đó bức cho mọi người kêu sợ hãi một tiếng, cùng nhau che mắt lại. Nhân gian có mộng, ma đao viên mộng, luân hồi đã chuyển động, phù tử trước mặt có võ công cực cao, đủ để giải quyết những vấn đề khó khăn, nếu đến hắn cũng bị hãm xuống địa ngục thì phải làm thế nào? Kim lăng xương sắc mặt xanh mét, lúc trước bất luận ai tới cầm đao, hắn nếu không lạnh ngôn trào phúng thì cũng yên lặng xem cái chết, nhưng hiện giờ Lưu Vân đã đến, hắn lại không dám nhiều lời ngược lại là người đầu tiên lùi lại. Có lẽ là đùa bỡn tình cảm thế nhân, có lẽ là báo cho dã tâm thế nhân, mà đào thích trêu chọc người ta, có người muốn phục quốc, nó sẽ muốn người nọ dâng mọc tỷ hiến tế, có người không thể buông bỏ thân tình cha con, nó liền muốn người nọ chặt đứt huyết mạch tổ tôn. Nhưng vô luận ma đao kích thích mộng đẹp thế nhân như thế nào, một khi gặp gỡ một loại người, nó liền sẽ cam tâm vì người này những người không có gì để mơ ước sẽ mất tất cả. Lưu Vân trước mặt đã chịu đủ tra tấn, hận ý đã chết một lần, xứng với kiếm mang vô thượng thu được từ địa ngục, kích đến lửa ma càng thêm lóng lánh, toàn bộ từ trong vò chảy ra, quay chung quanh thân hình trạng nguyên, khiến hắn giống như quỷ thần. Kim Lăng Sương rất là kinh hãi, run giọng nói, trời ơi! Hắn có thể khống chế thanh đao này sao? Mà đào sắp xuất hiện, ma nhãn không hề phát ra ánh sáng nữa, ngược lại nghẹn ngào nước mắt, lửa đỏ huyết đao một tấc lại một tấc, những cảnh tượng ngày xưa chợt hiện về trong lòng, nước mắt lư vân lăn xuống, hắn ngửa mặt lên trời buồn bã hát. Mười năm khổ cực, mười năm vất vả rồi cũng thành không. Danh thành không, ái thành không, bốn vách tường tiêu điều vắng vẻ cũng thành không. Thân hữu tản mát, nhân nghĩa không còn. Hận trống rỗng, thù trống không không bi không khổ không phí công vô ích. Thiên địa vạn vật giết không còn. Đau khổ công tâm, nghiệp hỏa ma đau cùng địa ngục khổ tù kích phát lẫn nhau. Nghĩ đến nỗi đau của ái thê không thể gả cho mình, huynh đệ ruồng bỏ, đau sắc trùy tâm, đau đến đầu tóc lưu vân đều phập phồng bay lên, huyết lệ chảy ra, nghiến răng nghiến lợi đến run dày. Đám người soái kim đằng vứt bỏ gia đình vợ con, ngồi sổm trong thiên lò suốt 10 năm, nghe được tiếng ca u uất nhất thời chịu cảm ứng cũng khóc thảm thiết thất thanh nước mắt nước mũi giàn rua côn luân kiếm pháp vốn là dễ dàng nhập ma kiếm là giận kiếm đạo là hận đạo lưu vân tu luyện kiếm mang 10 năm công lực thâm hậu hiện giờ ma đao đưa kiếm mang tuyệt thế nuôi nấng nhất thời quang mang bùng cháy mạnh tựa như mặt trời chói trang thiêu đốt ánh sáng càng ngày càng chói mắt hận ý kích phát ma đao rốt cuộc muốn được toàn bộ đi ra khỏi vỏ. Vào lúc này, ngoại trừ Quỳnh Phương đang mất xỉu trên mặt đất, tất cả nín thở ngưng thần, đều đang đợi chờ ma đao dáng thế. Nhìn ma đao đến gặp thánh A-la, tối nay nếu bất hạnh thả ra một yêu ma, phong ba sóng lớn đánh sâu, vạn vật thế gian sẽ bị băm nhỏ thành từng mảnh. Thần đào khó khăn lắm ra khỏi vỏ, chợt nghe một tiếng nghẹn ngào bi thiết kêu gọi, nhẹ giọng nói, lư thúc thúc cứu cứu chúng ta ánh sáng rực rỡ tiêu tán ma đao trở về vỏ hơi nóng đỏ rực dưới mi mắt lập tức mất đi mọi người vẫn còn sợ hãi đưa tay che mắt lén nhìn ra sau cổ chỉ thấy lư vân nghiêm nghị ngửa mặt lên trời trên mặt biểu tình lại rất bình thản nhưng lại có một dòng máu tươi giữa tâm chảy ra rủ xuống phía trên mặt hắn lư vân hạ ma đao trong tay xuống nhắm mắt lại một lúc lâu quá đến sau một lúc lâu hắn dương mắt hỏi chuyện, là ai gọi ta trở về? Hắn hỏi hai lần, hắc y nhân chúng hai mặt nhìn nhau, lại không một người đáp lại. Lư Vân yên lặng không nói gì, nhìn ma đao trong tay, tự đi về phía mép thuyền, giữa tiếng la hét lớn của mọi người, ma đao bay khỏi thuyền, bị ném vào trong kênh đào. Ma đao rơi vào kênh đào, không biết muốn bao lâu mới có thể vớt lên bờ, tứ đương ra đại kinh thất sắc, liền muốn nghĩ cách đi tiếp, chỉ là hắn không dám duỗi tay chạm vào yêu vật, lập tức cởi bỏ đai lưng, vội vàng tách nó ra, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay lúc đó một bóng đen lao về phía sông lớn kinh hàng, xích sắt dành trước bay ra, quân lấy nghiệp hỏa ma đao. Người tới thân cao thể trắng, đầu đội mũ trùm đen, thân thủ mau đến không thể tưởng tượng, rõ ràng là hắc y quái khách kia. Hắn phi thân xẹt qua mép thuyền, giữa không trung cùng Lưu Vân ánh mắt giao nhau, hai mắt tràn đầy sự thân cận gần gũi lư vân trong lòng đột nhiên cảm thấy kỳ quái không kịp mở miệng kêu gọi hắc y quái khách kia đã rơi vào trong nước chìm dưới đáy sông kim lăng xương túm trường kiếm ra sức ném về phía mặt nước mũi kiếm xoay tròn kình phong nơi nơi kích đến nước sông chuyển ra một lốc xoáy kiếm ngay sau đó phá bắn vào nước lao thẳng về phía ngực hắc y quái khách tứ đương ra nội lực hùng hồn độ chính xác tuyệt đối, hắc y quái khách lại không chút hoang mang, xích sắt nhẹ xốp, mà đào rẽ sóng nhảy ra, ong một thanh âm vang lên, cột nước phá tan mặt sông, nước sông giống như máu tươi, chỉ khiến kim lăng xương chấn động, trường kiếm bay thẳng trời cao, giây lát biến mất không thấy. Mà đào trải qua thử nghiệm nhỏ, không cần rút ra khỏi võ uy lực đã kinh người như vậy. Kim lăng xương tất nhiên rất là hoảng sợ, những người còn lại thậm chí đều choáng váng há hốc mồm. Hắc bệt quái khách dựa vào sức nặng của ma đao, đứng vững dưới đáy sông, hắn không hề ham chiến, đôi tay kéo dài xích sắt, liền từ đáy sông chạy như bay rời đi. Ma đao rời xa, ma tính mất đi, những người còn lại dù có si mê, lúc này dần tỉnh lại, nhìn thấy ánh sáng đỏ đang bơi lội dưới nước, kim lăng sương lập tức ra lệnh, 18 học sĩ đi đường bộ. 12 thần tướng đi theo thất đương ra xuống nước. Chia làm hai đường bọc đánh. Tiếng bùm nhảy xuống nước không ngừng bên tai. Thất đương ra là người đầu tiên nhảy xuống nước. Sau đó đám người xoáy kim đằng. cung bì la cũng nhảy xuống nước. Phân từ bốn phương tám hướng vây bắt. Kim lăng sương đi lên mạn thuyền. Quay đầu nhìn lại lần cuối. Liếc mắt nhìn Lưu Vân. Tựa muốn hỏi gì đó. Thần sắc lại có chút chần chờ Liễu môn tứ tướng, quan hải vân viễn, liễu ngang thiên đã chết, nhưng tứ đại ái tướng của hắn vẫn còn sống. Mười năm qua hạ khởi phong vân, đều do ba đại nhân vật liễu môn này tác động cục diện, hiện giờ ngay cả đóa mây này cũng muốn tái hiện giang hồ, thế cục thiên hạ sẽ bị tác động thế nào, nói thật sự khó. Nhớ tới côn luân một mạch sớm đã hủy diệt, kim lăng xương cảm thấy cổ họng hơi nghẹn ngào, trong phút chốc nhảy lên, cũng bay vào nước trong lúc nhất thời hắc y nhân trên thuyền đã đi hết ngay cả côn trùng đầy thuyền cũng nhảy xuống sông đi theo ánh đỏ ở đáy sông gió lạnh thổi qua tuyết rơi dày đặc đầy trời mà đào vừa đi đầu thuyền liền cũng an tĩnh lại lư vân đang ngơ ngác chợt nghe sau lưng truyền đến một tiếng thở dài hỏi vị huynh đài này người chính là lư tham mưu trong cuộc chiến ở tây vực năm đó lư vân là phụ tá theo quân mỗi người đều gọi hắn một tiếng lư tham mưu, chỉ là 10 năm trôi qua, chết chết, phản phản, gả gả, hai chữ tham mưu sớm thành mây khói. Lư Vân nghe được xưng hô này, lại là có chút buồn bực, quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy đại hán ngồi xổm cúi người nhìn xuống đất, trong tay cầm một đoạn đao gãy, nhìn hắn ánh mắt thâm trầm, lại là đại tướng Hán Quốc, sát kim đời thứ tám, thiếp mộc nhi diệt lý. Hai đại hào hùng nhìn nhau, Thứ nhất diệt lý hành tẩu nhiều ở Tây Vực. Thứ hai là Lưu Vân đã lâu không đi lại trên giang hồ, tất nhiên không quen thuộc nhau chút nào. Lưu Vân không nhận ra người này, nhất thời nhíu mày định hỏi, lại nghe thấy diệt lý cười khổ, quan hải vân viễn, quả nhiên mỗi người bất phàm. Chẳng trách điện hạ nhớ ngươi như thế, diệt lý khó có thể so sánh. Đối phương chuyển sang đối đáp nói chuyện, Lưu Vân đã lâu không nghe dùng phiên ngữ, hắn có chút không kịp phản ứng, hắn lòng tràn đầy mê hoặc đang định hỏi thì đại hạn kia đã thu những mảnh vụn bảo đao bọc vào hành lý, quay người bước lên mạn thuyền. Người này dù trước đó tự đoạn bảo đao, nhưng đã bình tĩnh lại, cũng không khóc không kêu, trong khoảnh khắc liền đã khôi phục khí độ trầm hùng. Trước khi rời đi, Diệt Lý nhìn lại, đột nhiên nói, Lư Huynh, ngươi và Trọng Hải Tướng quân là bạn tốt phải không? Lư Vân nghe hắn nhắc tới việc này, hai mắt mở to, lại không biết nên như thế nào trả lời. Diệt Lý thở dài, chắp tay nói, Lưu Huynh đã nhiều ngày nếu có thể gặp gỡ thọt giả, thỉnh cầu báo cho một tiếng, nói Ngân Xuyên công chúa ở Bắc Kinh, muốn gặp tần tướng quân. Hy vọng hắn không tiếc gót ngọc, vui lòng đồng ý. Công chúa gả đi Tây Phiên, nhiều năm không có tin tức, lúc này nghe nàng quay về trung Thổ chuyện đầu tiên là muốn gặp Sơn chủ nộ thương, Lưu Vân tất nhiên là rất là kinh ngạc. Thứ nhất, không biết công chúa vì sao trở về, thứ hai không biết nàng vì sao muốn gặp nộ vương. Đang định hỏi lại, Diệt Lý đã rời thuyền, thả người xuống nước như đuôi cá lướt đi. Nhìn vị sát kim tướng quân này khi nhảy xuống không khiến nước nổi bọt, biết bơi thật tốt, hắn là hạng người thủy bộ đều có thể. Tới tới lui lui, đi đi tới tới, thuyền còn chưa ra khơi, không chỉ lữ khách đã rời thuyền ngay cả người chèo thuyền cũng đã trốn hết. Lưu Vân nhìn khoang thuyền không một bóng người, nội tâm lại vẫn một mảnh mờ mịt. Mười năm qua đi, ai nên gã đi cũng đã gả, mênh mang đại địa, kim chi vẫn là ngọc diệp, hung thần vẫn là ác sát, người đều có đích đến của riêng mình, lại chỉ có mình hắn cô đơn, lang thang một mình trong biển người, dường như một con cá lọt lưới, không ai liên quan đến hắn. Nhân sinh vô vị tẻ nhạt, chỉ có thể nhún vai mỉm cười đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Quỳnh Phương ở trên thuyền. Lư Vân cúi người xuống, đầu tiên gánh mì lên, sau đó ôm Quỳnh Phương trong lòng ngực, sau đó đi theo đường cũ lên bờ. Vạt áo bị siết chặt, lại như thể có ai đó đã tóm được. Lư Vân nao nao, cúi đầu nhìn vào trong lòng ngực, nhìn thấy thiếu nữ trong lòng chảy dài nước mắt trên má, hãy còn hôn mê bất tỉnh, vô thức nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy quần áo của mình dường như có muôn vàn quyến luyến vạn phần không muốn rồi lại không biết là chuyện như thế nào phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn